Tháng ngày, bạn có lịch hẹn cùng bác sĩ hàng đầu về điều trị tĩnh mạch. Đăng ký tại đây. Hôm nay cô đến với phòng khám thẩm mỹ OEO để mà khám về tình trạng giãn mau mạch tĩnh mạch ạ? Vâng, đúng rồi. Tôi vừa mới lấy số xong thì đang chờ bác sĩ để vào thăm khám. Dạ rồi, thì hôm nay là phòng khám, các phòng khám thì đang đông, đang bị full nên mình sẽ đợi một chút xong đến lượt thì mình sẽ vào mình thăm khám nhá. Vâng. Rồi, thì cái tình trạng tĩnh mạch này là mình nghe ở đâu mà mình biết đến phòng khám để khám nha? À, thực sự ra là tôi cũng được chị giới thiệu đến. À, giới thiệu à? Vâng. Thế cái triệu chứng của mình ở nhà khó chịu như nào mà mình lại... Nói chung là triệu chứng là của tôi nó tê bì và đôi khi nó còn nhức, nó gây cho mình rất khó chịu. Đi lại bị khó khăn thì... Có, rất là khó khăn và nhất là đeo cái tất... cái tất này gọi là cái tất gì bác này sĩ là gọi là áp lực đấy. Ờ đấy, cũng toàn quên. Cái tất áp lực ấy mà bác sĩ cho để đeo vào cho nó đỡ đấy. Nhưng mà tôi thấy đeo vào nó rất là khó chịu. Rồi, thì cái này là ngày xưa là cô đã đi khám ở viện rồi, các bác sĩ mới cho cái tất áp lực này đúng không? Vâng. Thì thường cái tất này là đeo để làm gì? Là ép cái khối cơ này máu dồn để tim tốt hơn. Tuy nhiên thì cái việc đeo tất thì nó rất là khó chịu như cô chia sẻ đấy. Rồi là thì nó sẽ không thế nào mà nó điều trị hết cái bệnh của mình được, chỉ hạn chế cho tình trạng bệnh nó không bị nặng lên thôi nhá. Thì bên trong có một cái phác đồ điều trị riêng cho cái giãn tĩnh mạch của mình nhá. Thì chốc nữa khi mà vào chắc sẽ thăm khám siêu âm cho cô này để chẩn đoán chính xác cái mức độ suy giãn tĩnh mạch của mình, xong mới đưa ra một cái phác đồ điều trị phù hợp nhất cho mình. Để lại số điện thoại, bác sĩ phòng khám Ohio tặng gói thăm khám tĩnh mạch miễn phí. Đăng ký ngay